Hãy thử tưởng tượng mình đang ở giữa một sa mạc rộng lớn cát trải dài vô tận mặt trời thiêu đốt và sự tĩnh lặng bao trùm. Nhưng hàng triệu năm trước, nơi đây từng là một đại dương sâu thẳm, tràn đầy sự sống. Hãy hình dung những con sóng vờ vào nơi giờ đây là con cát và những sinh vật biến bơi lội ở nơi lạc đà đang lang thang. Trái đất là một bậc thầy về sự biến đổi không ngừng viết lại câu chuyện của chính mình. Các sa mạc như Sahara và Atacama chứa đựng những manh mối về quá khứ ngập nước của chúng. Mọi hạt cát, mọi hóa thạch là một mảnh ghép của bức tranh một ghi chép về sự thay đổi lớn lao. Những nơi khô cằn nhất trên trái đất từng là thế giới dưới nước. Làm sao chúng ta biết được? Bằng chứng ở khắp mọi nơi trong đá hóa thạch và chính hình dạng của đất đai. Đây không chỉ là những lý thuyết, chúng là những manh mối cụ thể, một cuốn nhật ký được viết bằng đá. Trong hành trình này, chúng ta sẽ trở thành những thám tử khám phá bí mật của những đại dương đã biến thành sa mạc. Hãy sẵn sàng khám phá bằng chứng. Câu chuyện ở xung quanh chúng ta chờ đợi được lắng nghe. Chúng ta chỉ cần học cách lắng nghe ngôn ngữ im lặng của hành tinh. Sự biến đổi từ biến thành cát là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về bản chất luôn thay đổi của trái đất. Hãy cùng khám phá xem sa mạc đã ghi nhớ quá khứ đại dương của mình như thế nào. Bằng chứng nằm trong các hóa thạch, những con cá voi cổ đại có chân, hóa thạch cúc đá, cầu gai biến và rắn san hô, tất cả đều được tìm thấy ở trung tâm các sa mạc. Tại thung lũng cá voi ở Ai Cập, các nhà cổ sinh vật học khai quật được bộ xương của những loài sinh vật biển khổng lồ, bằng chứng không thể chối cãi về một biển cả đã biến mất. Ngay cả những tảng đá cũng kể câu chuyện đá vôi hình thành từ sinh vật biển, đá sa thạch được định hình bởi những con sóng cổ đại. Những dấu vết gọn sóng trên đá giống hệt những dấu vết trên bãi biển hiện đại. Những cánh đồng muối như Salar de Uyuni ở Bolivia là những dấu vết cuối cùng của những biển cả đã bốc hơi. Những cảnh quan lung linh này là dấu chân cuối cùng của đại dương. Mỗi hóa thạch, mỗi lớp đá là một từ trong nhật ký của đại dương. Cùng nhau, chúng hé lộ một thế giới dưới nước thịnh vượng, nơi giờ đây sa mạc ngụ trị. Bằng chứng là quá rõ ràng, được viết bằng xương, đá và muối. Vậy tất cả nước đã đi đâu? Thì câu trả lời nằm trong điều nhảy chậm rãi của các lục địa và khí hậu. Kiến tạo mạng đã dịch chuyển đất liền, nâng cao núi và làm cạn kiệt các biến cố đại. Khi các lục địa va chạm, đáy biển dâng lên và nước bị đẩy đi, để lại đất liền khô cằn. Các dãy núi mới tạo ra vùng chặn mưa, biển những vùng từng tươi tốt thành sa mạc. Các chu kỳ khí hậu toàn cầu, kỷ băng hà, gió dịch chuyển, phun trào núi lửa đã định hình lại lượng mưa và mực nước biển. Đôi khi, nước bị khóa trong băng cực, những lúc khác, sa mạc lan rộng khi mưa biến mất. Sự biến đổi diễn ra dần dần, được thúc đẩy bởi các lực mạnh mẽ trong hàng triệu năm. Sa mạc là di sản của những thay đổi to lớn này. Đại dương biến mất, không phải trong một khoảnh khắc, mà thông qua công việc không ngừng nghỉ của địa chất và khí hậu trái đất. Tại sao câu chuyện cổ xưa này lại quan trọng? Bởi vì nó là một lời cảnh báo cho ngày nay. Khí hậu trái đất luôn thay đổi, nhưng giờ đây nó đang diễn ra nhanh hơn vì chúng ta. Đột nhiên, liệu hóa thạch và phá rừng đang đẩy nhanh quá trình sa mạc hóa trên toàn thế giới. Đất đai màu mỡ đang biến thành cát, nước đang biến mất và hàng triệu người bị ảnh hưởng. Quá khứ cho chúng ta thấy thế giới của chúng ta mong manh đến mức nào, toàn bộ hệ sinh thái có thể sụp đổ. Hiểu được những thay đổi này giúp chúng ta có sức mạnh để hành động. Chúng ta có thể bảo vệ nước, phục hồi rừng và làm chậm biến đổi khí hậu. Câu chuyện của sa mạc là một lời kêu gọi hành động, không phải là sự tuyệt vọng. Chúng ta giờ đây là lực lượng định hình tương lai của trái đất. Hãy học hỏi từ quá khứ để xây dựng một tương lai bền vững hơn. Lan tới khi bạn nhìn thấy một sa mạc, hãy nhìn thấy một cuốn sách lịch sử, cát và đá kể những câu chuyện về các đại dương cổ đại. Mỗi cảnh quan là một chương trong câu chuyện sự thi của trái đất. Khoa học cho phép chúng ta đọc những manh mối này, hé lộ một thế giới luôn thay đổi. Bạn không cần phải là một nhà khoa học để khám phá. Hãy bắt đầu bằng sự tò mò ngay trong sân sau nhà bạn. Hãy đặt câu hỏi, nhìn kỹ hơn và khám phá những bí mật dưới chân bạn. Càng học hỏi, chúng ta càng muốn bảo vệ hành tinh mong manh này. Câu chuyện về các đại dương sa mạc là một tia lửa. Hãy để nó truyền cảm hứng cho bạn khám phá và quan tâm đến thế giới của chúng ta. Chương tiếp theo của trái đất là của chúng ta để viết.